Nhung rất là ngạc nhiên như vậy nè. Có những em bé đó, 7-8 tuổi thôi. Khi anh đi ngang qua, em bé hỏi nó, mẹ mẹ mẹ, bác đó, chú đó, thấy trên tivi phải không? Mấy em không nhớ tên lắm, nhưng mà em thấy cái khuôn mặt nó hơi quen quen. Thì như Khánh Dung nói đó, thì nó, ồ, trong trong con ở ngoài thấy trẻ hơn truyền hình. Nó là, thưa bác, tại vì khi đi làm phóng sự hay là làm đó, nhiều khi có mặc quần jean, có mặc đồ tây thì thấy nó còn không có đạo mạo hơn. Và những điều nữa là phải nói là ở Atlanta đó, anh cảm nhận là anh có rất là nhiều kỷ niệm, và nó có một cái điều gì đó. Anh cảm thấy bây giờ anh gắn bó với Atlanta hơn. Cái lần phóng sự này đó, nó cũng có nhiều điều để đồng làm phim thu hình được. Anh kể thêm một cái kỷ niệm nữa là khi anh vô trường Việt ngữ, thì trường Việt ngữ nó nằm trong một cái nhà thờ và tổ chức rất là hay. Trước đây thì ở San Jose chúng ta rất là tự hào trường Việt ngữ Văn Lang, nhưng mà khi qua với trường Việt ngữ bên này đó thì thấy là họ tổ chức cũng rất hay. Nhiều lớp mà các em sinh hoạt học trong một cái phòng có máy lạnh hẳn hoi, và ba mẹ cũng đưa đón các con đi học, và các thầy cô cũng làm volunteer. Ngoài những cái lớp Việt ngữ thì nhà thờ còn tổ chức những cái lớp giáo lý cho mấy em như vậy, và mấy em nói chuyện cũng rất là ngoan. Và vô tình khi anh vào đó thì anh lại gặp một người người bạn. Anh xin lỗi là anh không nhận ra anh ta, nhưng mà anh ta nhận ra anh thì anh ta nói là: Đỗ Văn Trọn nhớ không, tôi là Phạm Hồng Thạnh, đi cùng cái ghe vượt biên với anh. Ồ, lúc đó anh mới nhớ. Mà cái ghe vượt biên của anh đi có 18 người à. Mà cái ghe bề ngang có 1 mét chiều dài, 1,5 mét, chiều dài 9 mét. Anh còn nhớ cả số ghe là SS 0893 nữa. Thành ra khi anh nhắc tên Phạm Thạnh thì anh nhớ liền. Rồi anh lại gặp một người bà con, anh Thứ. Thì anh Thứ đó cũng là volunteer trong cái trường Việt ngữ đó. Thì có những người volunteer dạy học, nhưng cũng có những người volunteer làm trật tự hay là hướng dẫn về giao thông, rồi khi mà để còn tắc nghẽn khi mà lúc mà lớp xa đó. Thì phải nói là ở San Jose hay ở Atlanta đó, có một điểm nó cũng rất là giống nhau. Anh từng nói với những người bên đó đó là anh cảm nhận Atlanta như 25 năm về trước, mà San Jose được mệnh danh là thủ phủ của tình thương, thì Atlanta bây giờ cũng vậy. Atlanta anh có thể là thủ phủ của tình người, và cái sự gắn bó của cộng đồng là một thiết thực không thể thiếu được. Nó như vậy nữa, Khánh Dung biết không, là mặc dù bên đó thì ban đại diện cộng đồng bị tách, là mà bị có 2 ban đại diện cộng đồng, nhưng mà thể hiện cái tinh thần với nhau đó, thì vẫn là những tinh thần rất là tốt. Anh có được dịp phỏng vấn chị Kim Hạnh là chủ tịch cộng đồng Georgia, còn bên cộng đồng kia đó thì anh chưa có dịp phỏng vấn. Anh nghĩ rằng là đoàn quay phim khi làm phóng sự bên Atlanta đó, còn phải làm rất nhiều điều nữa. Nhất là Khánh Dung biết là có nhiều người ở California về Atlanta mở những cái trại nuôi gà. Và Atlanta là nơi nổi tiếng là sản xuất gà. Vậy là chắc là gà đi bộ lông vàng giờ chắc là ăn ngon lắm phải không Rất anh? nhiều. Và như vậy nè, anh có một người bạn bên Hồng Kông, ông ta rất là giàu, bởi vì ông ta nhập những cái chân gà từ Mỹ. Và bây giờ anh mới biết, hồi ngày xưa anh chỉ biết là nhập từ Mỹ thôi, nhưng mà bây giờ anh biết là nhập từ Atlanta nhiều nhất. Tại vì cái người bên Hồng Kông đó sáng nào cũng ăn điểm sắm hết, mà còn một con gà thì có 2 chân thôi, nhưng mà người nào cũng ăn một dĩa chân gà hết. Thì một chân dĩa chân gà nhiều khi có 4 chân, là một người ăn 4 con gà rồi, thì làm sao mà gà bên Hồng Kông đủ cung cấp cho những người đó. Thành anh muốn làm những cái phóng sự về những cái người
mở những cái trại gà bên đó. Trong đó có một vị mà anh biết qua những cái việc, những cái hoạt động về hướng thiện của chị là tên là chị Tuyết. Chị cũng mở một cái trại gà bên đó. Anh gặp rất là nhiều người ở San Jose như nãy anh có trình bày. Anh có gặp một anh Minh. Anh chàng Minh này đó, thì anh hồi xưa thì anh cũng làm, anh cũng kỹ sư làm ở San Jose. Thì anh cũng mới qua đến Atlanta, thì anh mở cái tiệm về electronic và tiệm về travel để mà làm những cái dịch vụ service về internet và những cái vụ mà sửa điện thoại đó. Thì hai vợ chồng mở cái tiệm nhỏ thôi nhưng mà đời sống anh rất vui. Rồi anh gặp một anh dược sĩ, anh dược sĩ tên Lâm, anh cũng mới qua bên Atlanta khoảng chừng 4 tháng. Rồi nhất là anh gặp lại một cái người vừa là thân chủ mà vừa là người chị ở San Jose lâu lắm rồi. Trước đây vợ chồng chị làm một tiệm body, tên là AOA Body. Chồng của chị tên Hảo, chị tên Tuyết. Thì riêng với anh Hảo thì anh có những cái kỷ niệm bên trại. Cái hình ảnh mà khi anh đến trại tị nạn Sông La đó, thì hình ảnh cha Joe Đạt Vinh đó, những cái thuyền nhân mà bị đi thuyền, bị bể tàu, rồi khi đến trại đó, phải coi như là bấp bênh, coi như là gần như chết đuối đó. Rồi khi ông cha bơi ra và cái toán cấp cứu bơi ra để cứu đó, những hình ảnh nó rất cảm động. Và anh Hảo là một trong những thuyền nhân trong cái toán cấp cứu đó. Thì anh Hảo đó, thì vợ của anh Hảo đó là chị Tuyết. Chị Tuyết cũng ở một cái công ty chuyển tiền tên là Tú Quyên, cũng trong cái khu chợ Hồng Kông đó. Ngay cả cái tiệm mà cái khu chợ Hồng Kông nó có nhiều tiệm Việt Nam lắm. Đoàn làm phim lúc nào hàng ngày cũng hay tới cái tiệm tên là tiệm tiếng Hoa là tiệm Genki, nhưng mà anh cứ gọi là cái hủ tiếu Nam Vang. Ở đó nó có cái món hủ tiếu rất là ngon, cái ớt nó ngậm giấm nó xanh xanh. Anh với Cao Ly Sâm với Bảo Thắng mỗi sáng hay ăn ở đó, rồi cái ghé bên anh Đức của VN Tàu Phù uống cà phê, xong rồi qua đó ăn những cái món đó. Thì chị đó hồi xưa là cũng ở San Francisco. Rồi thêm nữa, một vị chủ nhân mà để lại cho anh những suy nghĩ về cái dịu dàng và những cái đầm thắm của chị ta, thì người chồng của chị và cũng là cái người đầu bếp chính bây giờ đó, là cũng từ ở San Jose rồi ở Oakland về đó mở tiệm tên là nhà hàng Viễn Hương. Khi mà trả lời phỏng vấn đó, chị trả lời những điều một cái rất là đầm thắm. Anh phải nói anh cảm ơn chị. Lần đầu tiên khi mà anh đến đó ăn một bàn tiệc thì chị nhất định chứ không tính tiền. Anh nói thật, anh nhân đây cũng cảm ơn chị Viễn Hương. Đó là những cái kỷ niệm, tuy mình không nói nó to lớn gì nhưng mà cái cách đối xử với nhau, dạ vâng, và cái cảm tình của những người thân chủ, cảm tình của những đồng hương dành cho những người làm truyền thông, thì đó là một cái điều làm cho những người làm truyền thông như chúng ta cảm thấy có một cái niềm vui trong cái công việc. Nó đòi hỏi cái trí tuệ và cái khả năng chuyên môn đó, nó bù lại nó được những cái tinh thần đó. Có nhiều món ăn giống như rất đặc sản của Việt Nam như là canh chua, cá kho tộ. Mấy món đó thì người Việt Nam của mình ai cũng thích ăn hết. And trong nhà hàng lớn thì có nhiều tiệc tùng, đám tiệc lớn, đám cưới, đám hỏi, mấy cái event, mấy cái show ca nhạc lớn, thì người ta đặt giống như là lobster nè, cua nè, đó là những món ăn mà đặc sản nhất của nhà hàng mình. Phải nói là mình cũng mới mở rộng ra mấy tháng nay thôi, nhưng mà mình cũng nhận được nhiều nhiều tiệc của cộng đồng. Thì cộng đồng người Việt Nam của mình cũng ủng hộ cho mình nhiều dữ lắm. Cái phương châm làm việc của mình đó là khách hàng là trên hết, nên món ăn của mình vừa ngon mà vừa giá cả là nhẹ nhàng. Mình nấu ra cho người ta ăn, mình cũng phải nghĩ giống như là mình nấu cho mình ăn.
khách tới đây á, nhiều nhất á, người Việt Nam nhiều nhất là ăn canh chua cá kho tộ, đậu hũ rang muối nè, cua rang me, cua rang muối, lobster, gừng hành, cá si bát, cá lưỡi trâu chiên. Đó là những món hầu như là người Việt Nam nào cũng thích ăn. Mấy chỗ trẻ thì có nhiều người tới, nhưng mà giống như là mấy người lớn như mình thì nhiều không có nhiều chỗ chơi. Nên mỗi thứ sáu đây mình tổ chức vậy để cho những người người ta thích nghe nhạc, thích nhảy đầm, người ta có thể tới đây vui chơi, ăn uống, giải trí. Thường là mình đi làm về mệt á, tối mình cũng để chút thời giờ để mình coi tivi. Mình thích coi mấy cái đài của người Việt của mình hơn, giống như là một đài Viên Thao tivi mình cũng coi thường lắm. Nên mình bây giờ mình có được một cái đài của tiểu bang mình nữa thì mình còn thích hơn nữa. Mình sẽ coi được nhiều tin tức liền liền luôn ở ngay cái tiểu bang của mình.